Bạn nên làm gì khi mà chạy bộ vẫn không giảm được cân? Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Ngọc Trức. Hôm nay tôi trở lại với cái video của mình để chia sẻ với các bạn các nguyên nhân làm sao mà bạn chạy bộ mà vẫn không giảm được cân. Nếu bạn vướng mắc vào các nguyên nhân như tôi kể sau đây thì bạn nên tránh để mà mình có thể giảm được cân theo cách mình mong muốn từ phương pháp chạy bộ. Có rất nhiều người tham gia chạy bộ một cách rất là hời hợt. Chạy bộ thì không đúng là chạy mang tính chất như kiểu là giết thời gian để mình có tiếng là đi tập thể dục. Hoặc là một số người thì có cái tập một cách kiểu hời hợt như là đi chạy bộ được khoảng vài trăm mét hay là 1 km, mệt quá nhìn thấy người bà hàng bánh trái hay là hàng nước gì đó lại dừng lại nạp vào cơ thể của mình một lượng calo gấp nhiều lần cái lượng calo mà mình đã tiêu tốn cho cái việc chạy bộ đó. Ví dụ như bạn chạy bộ hết có 100 kcal thôi hay là 200 kcal thôi, nhưng bạn nạp vào cơ thể của mình tới 400-500 kcal. Vậy như vậy thì hoàn toàn bạn chạy không thể giảm được cân, thậm chí lại còn tăng cân. Hoặc là khi bạn chạy bộ về, bạn lại thực hiện cái kiểu như là ngủ nướng, ngủ vài tiếng đồng hồ, chạy bộ mệt, bạn cảm thấy bạn mệt, bạn lại ngủ thêm vài tiếng đồng hồ nữa, ngủ nướng nhiều như vậy thì hoàn toàn là bạn không thể giảm được cân theo cái cách mà bạn bảo bạn đi tập thể dục, bạn lại không giảm được cân. Đó là một số nguyên nhân mà bạn nên tránh, nếu như bạn mắc phải bạn nên tránh để cái trường hợp mà bạn bảo là bạn ngày nào bạn cũng đi chạy bộ mà bạn lại không giảm được cân. Nghiêm túc trong cái việc rèn luyện thể dục, bạn cố gắng mỗi ngày bạn cố gắng lên 100-200 mét để có một cái nghiêm khắc với bản thân mình thì bạn mới có thể giảm được cân theo cách mà mình mong muốn. Bạn muốn giảm được nhiều cân thì bạn phải tăng km chạy bộ lên. Đó là những cái nguyên nhân mà tại sao mà bạn chạy bộ mà vẫn không giảm được cân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có ý kiến trái chiều hay ok thì bạn hãy cho tôi cái comment, con bình luận ở phía dưới để những video tiếp theo tôi có thêm kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn, và trong một số lĩnh vực khác cũng vậy. Hãy ấn nút đăng ký, ấn nút quả chuông để khi tôi phát sóng là bạn nhận được video sớm nhất. Cảm ơn các bạn.